Ok, vậy là may là không phải thanh toán tiền, à không phải cho Hải Ninh với cả bạn Ngôn Si ở lại. Ui, bụng to đấy, bụng to đấy. Mới ăn tí không to đấy. Bụng như bụng chửa đấy. Ô, chan sữa của bố đâu hết rồi? Bỏ luôn à? Đâu hết đâu. Em bỏ đâu? Đấy là của Hải Ninh. Hồng trà bố chuống hết. Thôi đi, đi đi. Thôi bây giờ giờ đi qua quán khác đúng không? Để lại, thôi cậu bỏ vào thùng rác đi. Cậu bỏ thùng rác, mang thùng rác. Cái gì? Sao bà con Si bị bụng to đấy hả quán? Hả? Này sao bụng bà con Si à? Đi. Đi bà con Si sao đần người ra thế? Sao kiểm sao, cứ mặt kiểm sao kìa. Hả? Ăn tí đấy làm gì mà lo. Ôi dồi ôi bụng. Ờ hãy ăn còn gì dính vào da người đen này. Đi, quả thì ăn cơm à? Ăn cơm đi. Các bạn ơi, vậy là đã ăn uống ở chỗ đấy xong rồi. Tuy nhiên thì bà Ngô Si đã rất là lo. Nhưng mà bạn Hải Ninh và các bạn là bạn Bố Si và bạn San Si của chúng ta thì vẫn còn cảm thấy thầm thèm và muốn ăn món khác nên lại đi tiếp. Sao vào đấy? Đi. Okay, vậy là bạn Bố Si của chúng ta đã tìm thấy đến địa điểm tiếp theo rồi. Đây là gì? Si cổ các bạn ạ, si cổ cây. Vào đi. Bạn Ngô Si vào. Bụng no quá. Bạn Ngô Si đi ọc ạch các bạn ạ. Thôi mình vào mình xem thôi. Mà xem trước rồi cái gì hợp lý mới mua nhá. Lần đầu tiên vào si cổ cây các bạn ạ. Ui, toàn sô cô la hay sao ấy. Ở trong đây có đồ uống xúc xích nữa kìa. Hai bảy nghìn cái này này. 27, à đây, ở dưới này 20.000. 20.000 là topic. Đi, ở đây nhiều đồ nhỉ. Lần đầu tiên luôn. Hay mua bim bim thôi. Ui này, bim bim mới này. Đây là bim bim mới, kiểu là làm bằng từ da lợn ấy. Còn đây, ngon cực. Thái nan luôn này. Ui, 30.000 một gói này luôn. Đây là khu đồ uống luôn. Ui, cái gì kia? Dưa hấu, nước nước đã bảo. Ui ngon nhỉ, đẹp nhỉ, uống không hả? Làm một cốc này nhỉ, nhưng mà bố cũng no rồi, cho làm một cốc uống thử đi. Cốc đi, gọi đi, anh gọi đi. À, thích gọi này nào gọi. Ừ, gọi 15 đi. Ui đẹp thế các bạn ơi, rất là đẹp luôn. Hà Ninh gọi, ăn gọi đi, con gọi đi, mà con xin gọi đi. Đã bảo 15, con cứ bảo người ta không hiểu thì bảo chỉ ra cái này này. Hả? Một thôi. Ơ? Nó từ Nam ư? Đi ra gọi người ta mới bán cho chị. Hải Ninh ơi, Hải Ninh gọi đi. Đúng. Vì bọn nó không biết gọi. Thôi rồi, Hải An gọi đi. Con gọi ở xì đi. Nào, gọi đồ ăn này còn co thẳng. Một phát nữa, ba keo mà. Ờ rồi, gọi đi, con gọi xì gọi. Con cứ gọi đi, con cứ ra hỏi chú cho sao hỏi con đến nơi đến trốn. Ôi mà nhìn cái mặt chú đấy, già hay trẻ, nếu già thì gọi là chú, già quá gọi là bác. Còn nếu mà trẻ gọi là anh thôi. Gì đấy? Gì á? À đây cái gì á? Ui, kẹo hàm răng à? Có 38.000 thôi mà. Ui rắn thế này mà dẻo á. Rắn mà, rắn cất rồi. Ồ có kẹo mắt không, có kẹo mắt không? Mua kẹo mắt không? Mua kẹo mắt ăn thử đi. Mua kẹo ăn thử đi. Có gọi không? Không. Kẹo mắt tính sao? Có gọi kia không? Uống thử không? Uống thử cái nước trắng trắng xanh xanh kia không? Không uống à? Rồi thế thôi. Hai ăn không uống rồi. Bố không uống. Ôi đi ra đi. Cô get go nhanh. Rồi các bạn ơi, bởi vì là cũng định mua cái nước đá bảo uống thử xem ra gì, nhưng mà bạn San Si bảo là không ngon đâu, mấy cả hai nữa này anh vừa ăn xong uống nước cũng đầy bụng ấy, thế là quyết định không uống, để hôm sau sẽ quay lại đây uống xong. Và bây giờ chúng ta sẽ đi sang công viên chơi nhá. Đi no rồi thì ăn non đây, bây giờ đi tập thể dục cho giảm tiêu cơm. Có lẽ mình đâu ra tập thể dục cho tiêu cơm đi nhá. Yeah. Ủa. Ủa, nó xèo này.
Lạnh nhỉ? Mặc áo vào cho nó lạnh thì lại ra lạnh. Nào đúng đấy, sao ai cao hơn nào? Nào xem ai cao hơn là ôi rồi. Sao đây tao phải dùng đi. Bà con gì chạy tốc độ xem bao nhiêu km một giờ, chạy hết cỡ nhanh vào. Hả? Cái gì? Các em gì có cái gì đâu? Cho cò à? Hải Ninh. Băng bà con gì cho cò lên. Kia bên kia thấp nhất, ở chỗ kia thấp nhất cả. Chỗ kia thấp nhất, đấy đấy, ở đứng đấy, đúng rồi. Khéo vỡ mặt nhá. Ui trời. Ơi, mình phát hiện ra một điều bạn có gì mà còn ngượng. Cái đồ rơi. Rất là rơi hỏng điện thoại. Quan đúng. Ơ, hả nó xem bạn có gì mà còn đúng hay còn ngược. Nào. Ok con à. Quan đúng. Ơ đúng rồi, bạn có gì mà còn đúng rồi. Làm sao con nhảy đứng lên này, đứng đây, nhảy đi. Nào, đấy nhảy đi. Khéo, vỡ mặt đấy. Em vỡ mặt, ngã vỡ mặt này. Úi trời. Thôi. Bây giờ xem ai chạy tốc độ nhanh hơn nào. 1, 2, 3. Vâng, chạy 50 km một giờ. Phải mọi người đứng hai chân ra hai bên cơ. Nó cầm gì á? Quay hai tay. Hai tay quay. Hai bây giờ như này đi. Cho bạn con xin ngồi trên đây. Xong trăng vào mà quay tiếp nó này. Hiểu không? À bà con xin ơi. Bà con xin biết bà San xin ơi. Bố bảo chơi trò ai cao đảo hơn không? À, đứng đây, đứng trước đây. Đứng vào đây. Còn đi xuống, còn xuống. Chơi thế, chơi nhiều đây. Rồi bây giờ nào xuống. Rồi, đấy, bây giờ đứng đây. Để chân đây. Sao à? Đấy. Au, đấy. Sao ai cao đảo hơn, để cho cái đấy vào kìa. Hey. Hey. Bây giờ còn chờ vào đứng chịu đau một tí, chờ vào hất ở đây mấy lần xong rồi còn đi ra, người khác người ta đi vào tưởng không đau, người ta làm thử người ta đau. Hai chân cùng một bên. Cái này chơi sướng nhất nhỉ? Cái này chơi sướng nhất luôn. Coi cái nó vào chân là kẹp chân đấy. Rồi ai cao đảo ớt rồi. Ở trong cái miếu kìa. Ôi bố. Đi không? Mùa này không có. Mùa này không có. Đi vào dưới chỗ cầu ao xem có cá không đi. Đi thôi này, có ơi, đang có gì ơi. Ôi. Đó vừa nhìn thấy một đàn cá. Ui đây các bạn ơi. Nhìn như này. Đàn cá ui tạo hình kìa. Đàn cá tạo hình chữ kìa. Nó bơi nhanh chưa? Đấy, đàn cá bé. Nhiều thế nhỉ? Đó. Bọn kia. Nhanh lên, nhiều cá cực kỳ luôn đấy. Siêu nhiều cá. Toàn cá vàng luôn. Đấy là cá vàng kìa, có cá vàng nó bơi vào kìa. Đấy, nhìn chưa. Đấy, bà Gossi phải đi đến tận đây để đến tận suối vàng này lấy nước ở đây đấy. Nhìn kìa, nhiều cá chưa. Đấy. Cá đỏ. Đây kia một kìa, đàn cá nó xếp hình luôn nhá. Con cá khôn chưa biết xếp hình ở đấy. Đây này. Đây hình chữ O này. Nó cứ tập tụ với nhau này. Đẹp nhỉ, nhiều nhỉ. Nhưng cá bé nhỉ. Ô kìa có vịt kìa. Ê, bà con xin bảo. Bà con xin bảo đây là biển cảnh báo không được bắt cá các bạn ạ. Bà con xin bảo không bố cái. Hả? Con bảo không được bắt cá. Con vừa bảo là không đọc à đi. An đọc không? An biết đọc không? Ăn biết đâu không? Won't see.